Chào các bạn, hôm nay mình làm cái video này á, là muốn giới thiệu với các bạn về cái phương pháp là thải độc đại tràng bằng cà phê. Mình sẽ không có nói nhiều về cái quá trình hình thành của cái phương pháp này, nhưng mà mình muốn giới thiệu với các bạn về cái quá trình của mình trải nghiệm thôi. Lúc đầu thì có một người bạn giới thiệu với mình về phương pháp này. Ban đầu mình nghe mình cảm thấy trời trời sao mà kỳ cục quá vậy. Kỳ cục sao mà có mấy cái vụ này nghe nó nhiều khi nó cũng tế nhị. Nhưng mà với cái sự tò mò của mình thì mình về mình cũng lên mạng mình tìm hiểu. Mình coi, mình đọc báo. Thì mình có mua và mua những cái dụng cụ để về mình làm thử theo cái từng bước mà các anh chị đi trước á đã giới thiệu cho mình. Cũng sợ lắm chứ, ban đầu mình cũng sợ là lỡ làm không đúng rồi có bị gì không, cũng có bị gì ảnh hưởng tới sức khỏe không. Cũng bắt đầu làm thử, cũng làm ái chỉ sao làm y chang vậy thôi. Tại cơ thể mình trước giờ nó cũng hay bệnh vặt lắm, mình hay uống thuốc giảm đau này kia, cứ nhức đầu cái là uống thuốc giảm đau, cũng không màng với sức khỏe nhiều, đụng cái là đi nhậu, đụng cái đi nhậu rồi. Nhưng mà từ khi biết tới phương pháp này dường như là mình ý thức về sức khỏe của mình nhiều hơn, không ăn cơm nhiều nè, uống nước lọc nhiều, áp dụng cái phương pháp thực dưỡng. Hầu như là nguyên ngày là mình ăn gần 1 ký mấy là rau củ á, dường như là mình loại hẳn thịt ra khỏi cái bữa ăn của mình luôn. Và khi mà bắt đầu nhận thức được cái sức khỏe của mình nó là cần những gì á, thì mình thấy là từ trước tới giờ mình sống sai quá, mình cái kiểu như là mình bạc đãi với cơ thể của mình quá. Chỉ biết thích thì đi ăn ăn cho đã, xong rồi làm vài ba ly rượu hay là nhâm ba chai bia gì đó thì về là ngủ thôi, quan trọng gì. Nhưng thời gian gần đây thì mình thấy sức khỏe của mình đi xuống rõ rệt, mình ăn không ngon, mình ngủ không yên luôn, và thường xuyên là bị táo bón. Và khi mà bạn mình giới thiệu cho mình phương pháp này á, thì mình bắt đầu mình làm. Ôi trời ơi, bạn chưa hiểu cái cảm giác mình cảm thấy kinh khủng với chính cái cơ thể của mình. Ở đâu mà nó ra những cái chất thôi rồi mình không tưởng tượng ra. Ở đâu mà nó bám vào từng mảng như vậy, tròn tròn vậy, hơi kinh khủng quá. Hồi trước giờ mình không biết về về cái điều đó, cũng không cảm nhận được những cái điều gì bất thường ở trong ruột mình. Trong 2 tuần trải nghiệm á thì mình thấy cơ thể của mình nó khác đi rất nhiều nha. Cái bụng của mình lúc trước là mình ốm thôi, mình không có mập, nhưng mà cái bụng của mình dường như là ăn rồi, cái mình nằm mình bấm điện thoại viết á, cái nó cũng to, nó to cái vòng bụng, ai ăn nhiều á rồi nằm nó to. Thì khi mình làm lần mình lúc nào cũng chuẩn bị cái dây thức dây này hết mỗi ngày. Mỗi ngày là ngủ thức dậy tập thể dục về thì lại lấy cho đó và nó lên xuống thế nào. Và khi mà mấy anh chị đi trước á và hướng dẫn cho mình thì mình cũng thử mình đo cái vòng bụng của mình, cái chất thải mà nó thải ra là nó có thật sự là thải ra hết những cái chất độc hay không. Mình không biết như thế nào chứ khi ban đầu á, trước tiên để mà thải độc á thì mình có đo trước. Phòng bụng của mình là 63,
khi mà thải độc xong á, quá trình một bữa thải độc xong của mình á, đi đi toilet rồi xong cả, mình vào mình đo cái bụng mình còn có 59 60 à. Và các anh chị đó có khuyên mình là uống khi mà thải độc á, thì nó sẽ bị mất nước, mình nên là mình uống nhiều nước vào, mình uống nhiều nước mỗi ngày, mình uống chai này với thêm hai cái chai nhỏ 330 ml nữa, mình uống như này. Chai này là 1,5 lít nè, nó dễ uống mà nước suối, mình nghĩ là nó rất là dễ uống. Bây giờ là mình không uống bia nữa đâu, mình uống nước suối, không ăn vặt nè, chỉ uống nước suối. Sáng sớm thức dậy thì mình uống một ly ly tắc á, mình thích uống tắc hơn là uống chanh, tắc mật ong. Mà cứ thế là nói chung là mỗi ngày, hôm trước là mình bị bệnh nè, tới nay mình vẫn chưa hết. Nhưng mình nghĩ là mình cũng không có dám sử dụng mỹ phẩm, mình sợ chì lắm. Nhưng mà thời gian thì da mặt của mình nó lại khác, nó hết thâm, giống như cơ địa của mình là tự thâm, không cần kem phấn gì cả. Mình á, muốn giới thiệu với các bạn á, phương pháp này á, tại vì á, mình bị những cái người bạn đồng nghiệp của mình á, cười mình, họ nghĩ là ô mày đang lại làm chuyện cái điên rồ gì vậy. Thế mình hay làm những cái việc mà như là những người đồng nghiệp của mình á, những đứa em, những người chị á, là không bao giờ làm. Là à, có ai mà làm thức tới 1 2 giờ đêm mà sáng 5 6 giờ sáng đi tập thể dục bao giờ đâu. Mấy đứa bạn của mình là 9 10 giờ sáng nó mới dậy, còn mình bây giờ là cứ 5 giờ rưỡi dậy, 6 giờ dậy, dễ lắm mà 6 giờ, giống như nó thành cái thói quen rồi. Tập thể dục về là uống, làm lo cho sức khỏe của mình trước, tại vì qua cái thời gian bệnh tật á, mình đã từng bệnh rất là nặng thì mình mới hiểu cái giá trị của sức khỏe. Cho dù mình làm có nhiều tiền cỡ nào thì khi mà nằm trong giường bệnh á, bác sĩ kêu mình bỏ ra 1 triệu, mình phải bỏ ra 1 triệu, bỏ ra 2 triệu, mình cũng phải bỏ ra 2 triệu. Lúc đó là không có tiếc tiền. Thường ngày á là làm nha, mình không có dám ăn luôn, ăn thì cũng có mức độ của ăn, nói chung là chơi theo mức độ của mình. Nhưng mà để mà mua sắm phung phí để một nghe một lời một ai đó để mà sử dụng cái đồng tiền của mình đó thì khó lắm. Nhưng khi vào bệnh viện thì bác sĩ á, kêu làm cái gì là phải làm cái đó, không có dám cãi. Mà bởi vì rút kinh nghiệm, tôi nói trong bụng tôi bây giờ là tôi sẽ cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe cho tốt, để không có một cái bệnh viện nào có thể ăn được cái đồng tiền của tôi nữa. Tôi làm cực khổ quá mà, làm cực lắm, công việc của mình cực lắm các bạn. Và mình thấy hiện tại bây giờ là mỗi ngày là mình thải độc 2 lần, sáng đi tập thể dục về ăn uống nhẹ qua một cái, ví dụ mình luộc củ cải hay là bầu rồi đó, mình ăn vào buổi sáng, mình uống nước rồi xong rồi mình thải độc. Thải độc xong là mình mới tắm rửa mình đi làm, thì tối về là 11 giờ mình về, mình thải độc xong rồi mình đi ngủ. Mình thấy cuộc sống bây giờ của mình là ok, cơ thể của mình dường như là bây giờ là dạo thời gian gần đây là không có cảm giác mệt mỏi nè, không hề có cảm giác mệt mỏi luôn, cũng không có bị đau đầu. Và cái bệnh táo bón của mình á, lúc trước mình hay bị táo bón có thể là do mình ăn thịt nhiều quá, mình thích ăn thịt heo lắm. Mỗi lần mà mình phải nhờ mẹ mình là mua thịt ở dưới quê xong rồi ướp, xong rồi bỏ vô thùng đá gửi lên xe đây cho mình ăn khoảng 1 tuần gì đó, xong rồi gửi lên tiếp. Thịt bò trước là mê thịt bò, thịt heo lắm, là vì thế mình nghĩ là vì thế nên là mình bị táo bón. Và thời gian gần đây là khi mà bắt đầu cái chế độ thanh lọc bằng cà phê này á, là dường như là mình bỏ hẳn luôn, mình mà mình cũng không có bị sụt ký nha,
mình không ăn cơm nhưng mà mình bù lại là mình ăn rau, mình uống nước này kia, ăn củ, tập thể dục đều đặn, dường như là mình không có bị sụt ký, nhưng mà nhìn mình có vẻ như là rắn chắc hơn. Trước thì da mặt thì không có mụn, nhưng có thể là thời gian gần đây nó thải độc ra, là mình uống rất là nhiều nước nó thải độc, nó nổi mụn. Là bây giờ dường như là không có cảm giác là bị cái da của mình nó là dường như là nó sáng lên hẳn nha, nó sáng giống như là, mặc dù nó mụn ở gương mặt thôi, còn những cái bộ phận khác á, thì nó sáng lên. Da mình là da ngăm, không sử dụng kem phấn nên là nó sáng ở mức độ theo da ngăm thôi, chứ da mình mà sức giọng thứ sức kem á, kem trộn rồi đi sáng là phải dục mình, nắng nó chiếu vô, có bữa thì đi bơi á, thôi thôi hồ ơi nó